Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bamboo Airways đón máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam khai thác máy bay thân rộng. Năm thứ 13, Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình thảm bằng hàng khuyến mại với nhiều hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Những tin tức chính qua phần điểm tin đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ tư ngày 24 tháng 12. Sau đây là phần tin tức chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội nghị dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tham dự hội nghị. Đánh giá tổng thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2019, ngành hoàn thành và vượt 3 trên 4 chỉ tiêu, đó là kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,3%, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 41,85%, tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, năm bứt phá hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra, toàn ngành xác định xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Tốc độ giá trị nông lâm thủy sản khoảng 2,9-3,05%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 42 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ che phủ rừng 42%. Trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ba sản phẩm chủ lực: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh và nhóm sản phẩm OCOP. Khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam, từng bước khống chế dịch tả lợn châu Phi. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đã đến thăm chúc mừng tại Giáo sự Chính tòa Phủ Cam thành phố Huế, Giáo sự Francisco Xavier và Hội thánh Tin Lành Huế. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các chức sắc, đông đảo giáo dân tín hữu Tin Lành trong tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của đồng bào Công giáo và Tin Lành trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn thời gian tới, các linh mục và bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy nhiều hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các chức sắc Công giáo Tin Lành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để bà con có đạo phát huy vai trò của mình, tổ chức các hoạt động tôn giáo hướng đến mục tiêu tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dựng và phát triển. Đồng thời khẳng định sẽ động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Cùng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức buổi gặp mặt đại diện các hội đồng giáo xứ và một số cá nhân giáo dân có nhiều đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế và đại diện hội đồng giáo xứ, bà con nhân dân đã có những chia sẻ, trao đổi cởi mở dựa trên tinh thần đoàn kết về những thành quả đạt được của thành phố trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực đóng góp tích cực của quỹ chức sắc và bà con giáo dân trong phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, đã có 13 trên 14 nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 được hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo thành phố từng bước thay đổi. Đồng thời, mong muốn tập thể bà con giáo dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào Công giáo và Tin Lành trên địa bàn một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2019, Bamboo Airways đón máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên với tên gọi Hà Long Bay, trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam khai thác máy bay thân rộng. Chiếc máy bay được đặt tên riêng là Hà Long Bay, di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới của Việt Nam, sẽ bay chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của Bamboo Airways mở màn cho loạt Boeing 787-9 Dreamliner sẽ liên tục về với hãng từ cuối năm 2019. Dự kiến đến tháng 1 năm 2020, hãng sẽ vận hành 4 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Boeing 787-9 Dreamliner được Bamboo Airways xác định là dòng máy bay đóng vai trò chủ lực trong kế hoạch phát triển các đường bay tầm trung và dài tới châu Á, châu Âu, châu Mỹ trong năm 2020. Dòng Boeing 787-9 gia nhập vào đội bay của Bamboo Airways thì chúng tôi dự kiến sẽ tăng đội tàu bay lên 30 tàu bay. Trong đó thì ngay trong quý 1 năm 2020 thì với 4 tàu bay thân rộng 787-9 và với dòng 787-9 này chúng tôi dự kiến sẽ mở các đường bay tới châu Âu, đặc biệt là tới Séc, tới Đức, tới châu Úc và đặc biệt nhất là kế hoạch mở rộng bay thẳng tới Mỹ vào cuối năm 2020. Chúng tôi có những cái động thái rất là quyết liệt trong cái việc mà mua tàu bay, trong việc thuê tàu bay, trong việc gia nhập một cái đội tàu bay hùng hậu, có thể nói là đứng hàng đầu thế giới về cái những cái kỳ tích mà Bamboo đạt được. Thứ nhất là về đội tàu bay, có thể nói là phát triển đội tàu bay rất nhanh nhưng mà lại rất an toàn, và tất cả các chỉ số về độ an toàn chúng tôi đứng hàng đầu của Việt Nam, và được tổ chức IOTA đánh giá là một trong những hãng hàng không vừa được cấp phép là an toàn để mà bay đến tất cả các khu vực trên thế giới. Trước mắt, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner Hà Long Bay sẽ được Bamboo Airways khai thác chủ yếu trên đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Phú Quốc ngay từ đầu tháng 1 năm 2020, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình chế biến cà phê theo tiêu chuẩn HACCP năm 2019. Toàn tỉnh hiện có khoảng 30 cơ sở chế biến cà phê, trong đó sản phẩm chủ yếu là cà phê bột, rang nguyên hạt, cà phê túi lọc với tổng sản lượng ước tính đạt 700 đến 800 tấn một năm. Cả cơ sở chế biến cà phê tập trung chủ yếu ở thành phố Huế và rải rác ở một số huyện thị xã như Hương Thủy, Phú Vang. Tuy nhiên, điểm chung của cả cơ sở này là sản xuất theo hình thức truyền thống, chưa đáp ứng được thị hiếu, nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Xuất phát từ tình hình trên, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã chọn công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Gia Nguyễn để hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất áp dụng chương trình quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn hạng ACCP đối với các sản phẩm cà phê bột và cà phê nguyên hạt. Sau gần 3 tháng triển khai với một số hoạt động chính như tập huấn nhận thức hạng ACCP, khắc phục sửa chữa nhà xưởng, bổ sung trang thiết bị, nhân lực, kiểm tra lấy mẫu cà phê để phân tích các yếu tố vi sinh, độc tố, tổ chức đánh giá và chứng nhận, công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Gia Nguyễn đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp chứng nhận sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn hạng ACCP. Việc triển khai thành công mô hình sẽ là cơ sở cho việc sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và quảng bá xúc tiến thương mại cho các thương hiệu cà phê đạt chuẩn hạng ACCP trong tương lai. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức khai trương cơ sở sản xuất làng nghề đệm bàn Phò Trạch, xã Phong Bình, góp phần khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng thân thiện với môi trường. Cơ sở sản xuất làng nghề đệm bàn Phò Trạch, xã Phong Bình được xây dựng trên diện tích 3.000 m2, gồm 3 phòng sản xuất và dây chuyền sản xuất, một nhà quảng diện và nhà trưng bày sản phẩm với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, huyện Phong Điền hỗ trợ 1,9 tỷ đồng và công ty hữu cơ Huế Việt 700 triệu đồng. Làng nghề đang đệm bàn Phò Trạch, xã Phong Bình có bề dày hàng trăm năm nhằm khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và xã Phong Bình đã nỗ lực cố gắng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và công ty hữu cơ Huế Việt cần đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất từ làng nghề, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề, khả năng cạnh tranh trên thị trường, thu hút nhiều lao động nhằm góp phần tích cực giải quyết việc làm để nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân ở các địa phương. Phát huy giá trị văn hóa, nâng cao giá trị sản phẩm gắn liền với phát triển dịch vụ du lịch, gắn hoạt động sản xuất của làng nghề với cả hoạt động du lịch dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Thưa quý vị, năm nay là năm thứ 13 Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình thảm bằng hàng khuyến mại với nhiều hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn,
các chương trình quảng bá, giới thiệu hàng hóa dịch vụ sản xuất tại địa phương trong nước cùng cả hình thức khuyến mại rất phong phú. Và trong tháng cao điểm tổ chức vào dịp cuối năm đã thu hút hơn 400 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với gần 1.460 chương trình khuyến mại có tổng trị giá hàng hóa dịch vụ khuyến mại 810 tỷ đồng. Ghi nhận của phóng viên Huyện Ngày Mới. Đây là phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn vừa được Sở Công Thương phối hợp cùng thị xã Hương Trà tổ chức trong tháng bán hàng khuyến mại lần thứ 13. Phiên chợ quy tụ những doanh nghiệp sản xuất thương mại chủ lực của tỉnh như Copmark Huế với hơn 300 mặt hàng có mức giảm giá từ 10 đến 50%. Sản phẩm của dệt may Huế giảm giá 30%. Dây Tuấn, sản phẩm nông sản an toàn của hữu cơ Huế Việt với các chương trình ưu đãi khuyến mại. Cùng sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại thị xã Hương Trà và các địa phương trên địa bàn tỉnh với đa dạng các loại nông sản an toàn, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng cùng các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn. Chúng tôi thấy là có nhiều cái sản phẩm là được chứng nhận của các cái tổ chức, các cái đơn vị, và chúng tôi mong muốn là sẽ dùng được những cái sản phẩm an toàn, tốt, chất lượng và giá rẻ, ưu tiên cho người khách hàng. Sở đã có cái hướng dẫn cho các cái phòng kinh tế hạ tầng các địa phương là động viên các doanh nghiệp có những cái sản phẩm đặc sản, có những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà của từng địa phương tham gia. Do đó mà trong các cái phiên chợ này cũng như trong cái chương trình khảo bảo của mạng năm nay, rất nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương tham gia. Copmark Huế là đơn vị tiên phong trong chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và hưởng ứng tích cực hoạt động tháng bán hàng khuyến mại của tỉnh. Năm 2019, Copmark đã tổ chức nhiều chuyến hàng Việt về nông thôn, cả khu công nghiệp. Đồng thời tại siêu thị Copmark, hàng tháng đều có các chương trình khuyến mại các mặt hàng sản xuất trong nước chất lượng cao với các hình thức khuyến mại dành cho khách hàng. Cao điểm là trong tháng bán hàng khuyến mại do tỉnh tổ chức. Ngoài chương trình đi bán hàng lưu động theo sở ban ngành, thì phía Copmark cũng đã thực hiện những cái chuyến lưu động về đưa hàng Việt về với công nhân ở khu công nghiệp Phú Bài như là công ty HBI, và sắp tới đây là bán lưu động đến công nhân ở công ty dệt may Huế Phả 12. Thì phía hệ thống siêu thị Copmark cũng như là Copmark Huế đã bắt đầu là cái chương trình giảm giá Tết sớm để cho người dân là có thể là tham quan và mua sắm. Chương trình tháng bán hàng khuyến mại năm nay được tổ chức vào tháng cuối năm, cũng là thời gian cao điểm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm và mùa Tết. Chương trình được sự hưởng tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn cùng các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng an toàn và các chương trình khuyến mại phong phú. Trong tháng cao điểm đã thu hút hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với trên 1.455 chương trình khuyến mại, có tổng trị giá hàng hóa dịch vụ khuyến mại là 810 tỷ đồng. Đưa ra thị trường, thứ nhất là sản phẩm theo tiêu chuẩn kép là muốn là đảm được ba cái tiêu chí. Một là cái người tiêu dùng là được đảm bảo cái hàng gọi là chất lượng của nông sản. Cái thứ hai là đảm bảo cho cái vệ sinh môi trường. Cái thứ ba là đảm bảo cho cái người sản xuất lao động. Tham gia cái chương trình khuyến mại bán hàng khuyến mại của Sở Công Thương, công ty chúng tôi tích cực tham gia với cái chương trình khuyến mại, thì chúng tôi sẽ giảm giá 10% cho sản phẩm. Chúng tôi cũng đã phát động và cũng được sự hưởng ứng rất rộng lớn của các cái cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp của các địa phương thực hiện các cái chương trình khuyến mại trên địa bàn. Thì năm nay so với số lượng của năm trước thì các cái chương trình khuyến mại tập trung vào các cái hoạt động khuyến mại mà thiết thực đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì có các cái chương trình về tư vấn giúp cho người tiêu dùng nhận biết được những các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Tỉnh cả năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã có 4.020 chương trình khuyến mại của 450 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện với giá trị khuyến mại khoảng 5.742 tỷ đồng. Trong đó có 120 doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trên 1.500 chương trình khuyến mại. Chương trình góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, cũng như xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam sâu rộng đến cộng đồng. Tiếp tục chương trình với những tin tức khác. Kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục nho học tại Việt Nam 1919-2019,
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 tổ chức triển lãm chuyên đề Một thời bụt nghiêng tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Giáo dục và đào tạo nhân tài được xem là quốc sách của mọi quốc gia. Vì vậy, ngay sau khi Đình Giang Sơn thống nhất đất nước, vua Gia Long đã cho tổ chức kỳ thi hương đầu tiên của Triều Nguyễn vào năm 1807. Về sau, khi khoa cử bắt đầu đi vào lề lối, tổ chức kỳ thi hội thi đình. Tổng cộng trong vòng 117 năm, Triều Nguyễn đã tổ chức 88 khoa thi hương, thi hội và thi đình. Đến giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nền giáo dục nho học Việt Nam từng bước bị chiếm lĩnh của nền giáo dục Tây học và chính thức đặt dấu chấm hết vào ngày 14 tháng 7 năm 1919 để chuyển sang hệ thống giáo dục kiểu mới. Tuy trải qua nhiều giai đoạn thịnh suy khác nhau, nhưng giáo dục nho học thời Nguyễn đã gánh vác được sứ mệnh lịch sử giao phó, nhất là từng bước đào tạo tầng lớp sĩ phu có khí tiết, đức độ. Với nhiều thông tin, tư liệu cùng hơn 100 hiện vật và phiên bản, triển lãm Một thời bụt nghiêng tái hiện một phần bức tranh về giáo dục và khoa cử thời Nguyễn, những quan điểm của nhà nước quân chủ về giáo dục khoa cử trong lịch sử, những danh nhân khỏa bảng của quốc gia thời kỳ này được lưu trữ trong châu bảng. Đặc biệt, thông qua các đợt sưu tầm, điền giả, nhiều tư liệu hàng nôm và hiện vật gốc được gia đình các vị tiến sĩ nho học ở Thừa Thiên Huế đang gìn giữ cùng được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm lần này. Trưng bày sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2020. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật bài ca không quên để lại nhiều ấn tượng đối với công chúng. Đêm nhạc đã giới thiệu đến khán giả hơn 13 tiết mục với đủ thể loại từ đơn ca, tổ ca, múa nam nữ về chủ đề các người Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là hình ảnh người lính Việt Nam anh dũng đầy hào hùng như bài ca không quên, Bác đã cùng chủng cháu hành quân, trăng soi dòng hương đã đưa các nghệ sĩ đến từ cả câu lạc bộ đơn vị văn nghệ trên địa bàn thành phố thể hiện. Qua đêm nhạc đã ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, đặc biệt là truyền thống vẻ vang Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần bảo vệ chủ quyền biên cương của Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, SEA Games lần thứ 30 tại Philippines là kỳ SEA Games rất thành công và rất đáng tự hào của thể thao Việt Nam khi vượt xa chỉ tiêu để xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Góp phần vào thành công chung này có tấm huy chương vàng quý giá của vận động viên vật tự do Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cô gái sinh ra và lớn lên tại quê hương Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Một khoảnh khắc ngày mở sáng nay, mời quý vị cùng gặp gỡ vận động viên này để cùng tìm hiểu con đường đến với thể thao và những khổ luyện để đạt được thành công của Mỹ Hạnh. Vùng ngoại ô thị trấn Sìa như ngày nay, Tết dường như đến sớm hơn với gia đình vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với giấc mơ vàng SEA Games. Trong phút giây vui vầy bên gia đình, nỗi buồn xa gia đình trở nên vơi bớt, nhưng chỗ cho những kỷ niệm vui trong chuyến đi xa nhà. Với những người làm cha làm mẹ, niềm vui thấy con gái của mình được vinh danh nơi vũ đài quốc tế chắc hẳn là một niềm vinh dự to lớn. Không phải là một gia đình có truyền thống đô vật, nhưng điều kỳ lạ là cả bốn chị em trong gia đình hiện nay đều say mê với bộ môn vật tự do. Trong đó, ba người con gái đầu hiện nay đều là nòng cốt trong tuyển vật Thừa Thiên Huế. Về cái môn này á, với là một người con gái là khó khăn, nhưng mà tôi cũng phải động viên, tôi cố gắng ấy. Nhưng nghề gì cũng là nghề hết, nhưng mà mấy đứa con mà có được cái tổ chức như thế thì mấy đứa con cứ theo nghề. Thì tôi cũng vợ chồng thì cũng động viên, mặc dù tôi làm ăn xa, nhưng mà có cái là hồi nào tôi vẫn động viên, điện động viên con như thế kia, phải cố gắng làm. 2018-2019 có thể nói là 2 năm đạt thành công của các bộ môn thể thao thành tích cao của Thừa Thiên Huế nói chung và cá nhân Mỹ Hạnh nói riêng. Một huy chương đồng tại ASEAN 2018, một huy chương vàng tại SEA Games 2019, cùng nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Không phải may mắn hay ngẫu nhiên mà đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực tập luyện bền bỉ của Mỹ Hạnh. Trong thời điểm mà ngân sách đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao như vật tự do vẫn còn hạn hẹp, những vận động viên như Mỹ Hạnh đã từng bước vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, khai phóng những điểm mạnh nhất và khắc phục những điểm yếu để đạt được kết quả tích cực trong từng giải đấu. Sau khi mang về huy chương vàng thì cảm giác của mình đầu tiên là rất là vui mừng và hạnh phúc. Thầy luôn ở bên cạnh mình, lúc nào thầy cũng tạo cái niềm vui và tạo những cái nỗ lực để cho mình
cố gắng khi mà mình xa gia đình. Và mình cũng rất muốn gửi lời cảm ơn tới thầy, đến người cha của mình rất nhiều. Và sẽ cố gắng sau này mang về nhiều thành tích nhất, đó là để không làm phụ lòng của thầy. Từ khi đấy là phát hiện ra em để đưa lên năm 2010 tập luyện được khoảng 6 tháng. Thì em tham gia giải đầu tiên thì em đã đạt huy chương vàng luôn. Và từ năm đấy đến năm nay thì gần như các giải toàn quốc, hay là nói đúng hơn là giải trong nước, thì em đều đạt cái thành tích tốt. Về lữ mà tập luyện bộ môn vật này thì đã có những cái mặc cảm, rồi có những cái thiệt thòi. Nhưng mà bản thân em thì mỗi lúc động viên các em thì phải vượt qua chính bản thân mình để vươn lên thôi. Có thể nói là năm 2019 này là một trong những năm đánh dấu những cái thành tích rất là vượt bậc của ngành thể thao Thừa Thiên Huế. Trong đó chúng ta đạt rất nhiều giải, trong cái không chỉ trong tầm quốc gia mà còn có ở tầm khu vực và quốc tế. Với nỗ lực của những người làm công tác thể thao thì chúng tôi rất hy vọng là trong thời gian tới thì cái thể thao Thừa Thiên Huế còn đạt nhiều cái thành tích tốt hơn như cái kỳ vọng của tất cả người dân và lãnh đạo cũng như chính quyền của chúng ta hiện nay. Tạm rời xa những phút giây êm đềm bên mái ấm gia đình cùng những đàn em thân thương của tuyển vật tỉnh Thừa Thiên Huế, Mỹ Hạnh lại tiếp tục hành trình tập trung cùng đội tuyển quốc gia để hướng tới những mục tiêu xa hơn, đó là Olympic 2020 và SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam năm 2021. Thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huyện Ngày Mới sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và biển tĩnh nên ở Thừa Thiên Huế đêm và sáng có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 70 đến 78%. Thời tiết biển có sương mù nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 4.